Ế. Ngân Hà làm gì đấy? Đang cho gà ăn với vịt, ăn với nga na na. Thế à, cứ buổi chiều đến nhỉ, hai chị em lại cho gà với vịt ăn đúng không? Đang còn phải nấu cả cuốn chân nữa kìa. Chào các bạn đi con. Chào các bạn. Em Chi đây. Em Chi đang ở. À, sờ đầu vịt. Ôi, sờ đuôi vịt kìa. Đấy các bạn ơi, chiều đến nhá, hai chị em lại cho gà ăn đây này. Quá, chú này. Cho cá ăn cẩn thận. Cho cá ăn cẩn thận đi, cho vịt ăn kìa. Ơ kìa. Cho ăn đi con. Mấy con này rất là con. Chị ơi. Chị chào các bạn chưa? Chị. Em Chi ơi. Đấy, dường như bạn Chi đang mải cho vịt ăn đây đấy. Nên là quên chị chào các bạn, thì các bạn đi cho gà ăn xong rồi cái vịt ăn mình chào các bạn nhá. Chú vịt siêu đấy. Chú vịt nhà mình có chú vịt gì nhỉ? À, nhà mình có chú vịt này. Chú vịt cần mấy phòng. Chú vịt mất rồi. Em Chi quay rộng ra ngoài kia đây. Chị ơi, chị tóm đuôi vịt cho ba xem nào, cho các bạn xem đi. Chị ơi, để chị giữ vào con vịt xong rồi. À, bạn Chi bị cám rơi vào dép cái kìa. Đang bỏ dép ra để ấy cám đấy nha. Thì chị giữ cái thân vịt xong em bán đuôi vịt nào. Này, chị ơi. Trong một đú. Chị ơi, chị bắt được một chú vịt. Nhưng mà vì hai chú vịt này ăn cá. Kêu rồi, đàn vịt háo ăn kia này. Đang đổ cả tô cá luôn. Cái gì đấy? Đấy. Chị, nhìn kìa đàn vịt kìa. Đấy, bạn Chi đang ấy sặc nước bọt. Chị tóm đôi vịt cho ba đi. Ế. Thôi cho nó ăn đi đã, cho nó ăn no rồi mình nghịch sau nhá. Nhờ. Chị còn thấy à? Chưa đẹp. Một cái cánh thì phải, một cái cánh thì cút lại. Chị thấy đàn kính. Đấy. Chị... À, hai chị em tranh nhau lấy cá. Chị đi đuổi chị đi. Bảo chị giả cám đấy. Em còn chưa cho ăn xong đấy. Tay của dây mất cuộn. Chị ơi, cái này của chị. Em Chi ơi, làm chị đắp hơi một lúc nha. Ơ, cho gan đi đâu đấy? Gà nó về nhiều này này. Thế à? Ờ. Vỏ thanh nào? Đi làm chi? Cho cá choi ăn đi. Đàn gà choai lớn nhanh thật. Ba ơi, vừa nãy em Chi vừa bảo con gà tù. Con gà tù là con gà gì? Con gà tù. Đi nào. Chị ơi, chị chờ vịt xem nào. Ôi bị làm sao rồi, vịt nó sao sao rồi. Nó bị kẹt. Bắt chú ra luôn. Bắt kèm luôn thôi em ơi. Thấy, bạn Chi cho gà ăn xong rồi, đi tóm được gà trống rồi. Tóm được không? Tóm đi. Chi chưa bắt được bằng chị Ngân Hà đâu. Về đây thôi. Gà nhà mình ăn xong rồi đấy. Đi về đây nào. Thế à? Hai chị em đã cho gà ăn xong chưa? Rồi à. Chào tạm biệt các bạn đi con. Chào tạm biệt các bạn nha. Kênh Ngân Hà TV nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye.